Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Vũ Đức Long và anh em Đào Thanh Sơn đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục series 1001 cách counter Witcher anh em nhé. Vậy những cái đội hình nào tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến với anh em thì mời anh em tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo của tôi anh em nhé. Rồi, let's go. Hôm qua ấy, cái ngày hôm qua tôi chơi Glacier đấy để counter cái bộ Witcher. Thì sau cái clip ngày hôm qua, một cái trận đấu mà gần 100% máu đến hết game. Đấy thì sau cái ngày hôm qua thì có những cái ý kiến trái chiều đến từ một anh em nào đấy. Đấy mà tôi cũng không biết tên. Tôi chỉ được là coi như là một anh em chia sẻ lại thôi. Thì người ta chê là những cái trận đấu mà xanh như thế này mà up lên chả có cái gì gọi là hay cả. Thì tôi lại phải nói thật với anh em là đấy là người ta đánh giá là hoàn toàn là sai lầm đấy, theo cái chủ quan của người ta về một cái trận đấu xanh. Cái trận đấy là một cái trận đấu nếu mà nói là xanh ấy thì có thể là xanh, nhưng mà xanh ở đây nó là xanh là nhờ kỹ năng của tôi. Đấy, tôi phải khẳng định với anh em luôn là hoàn toàn đó là nhờ kỹ năng tham minh, chứ không phải là xanh ở đây là do may mắn. Hoàn toàn không nha anh em nhá. Anh em có thể thấy ở trong một cái trận đấu, ở trong cái trận đấu video clip ngày hôm qua là một trong những cái trận đấu mà phải nói là rất gắt khi mà toàn top server thôi chơi ở trong cái trận đấu đấy thôi. Nên chắc chắn là chúng ta, mặc dù là có thể chúng ta xanh, nhưng mà chúng ta có thể mất chuỗi nếu mà chúng ta tham minh không chuẩn. Đấy. Thế nên là nếu mà cái người mà người ta xem tôi ấy, mà người ta nhìn vào cái chuỗi như thế, thì một là người ta tua, một là người ta tua đến cái đoạn cuối, người ta nhìn thấy cái chuỗi xanh như thế thì người ta đánh giá. Đấy, người ta vội đánh giá là ở trong cái trận đấu đấy là tôi quá hên. Đấy, và cái trận đấu đấy nó không có gì hấp dẫn cả. Nhưng mà nếu mà là một cái người mà người ta theo dõi ở cái quá trình diễn biến ở trong trận đấu, từng round một tôi phân tích cái quá trình vận hành ấy, cái quá trình xây dựng, cái quá trình build rất quan trọng. Build như nào để được chuỗi, mặc dù có thể lúc đầu chúng ta không hề có chuỗi, nhưng mà cứ một khoảng thời gian sau là tôi lại có chuỗi. Đấy, nó hay ở cái chỗ là như thế. Mà cái đấy nó là cái kỹ năng anh em ạ. Và không phải ai cũng có thể là có thể luyện được. Đấy, nên là thường là những cái người mà người ta cùng trình độ, người ta nhìn rất dễ, người ta nhìn ra ngay. Đấy, nhưng mà những cái người mà ở những cái trình độ thấp hơn thì thường là người ta sẽ không thể đánh giá được và người ta không biết được cái đấy. Đấy, thế là người ta chê tôi thì cũng thông cảm cho người ta thôi. Cũng phải thông cảm anh em ạ. Trình độ thì nói chung là cũng không phải ai cũng như mình. Thế là nhìn được ra cái hay của mình nó cũng khó. Nó phải như thế nào thì người ta mới có thể nhận ra là cơ. Chứ không phải là tự nhiên mà xem cái video clip của tôi mà thấy hay ở đâu anh em ạ. Đấy, còn nếu mà anh em không tin đấy thì tôi lại chứng minh cho anh em một trận nữa nha anh em nhá. Để anh em thấy được cái cách tham minh, cái cách mà xoay bài ấy, cái cách chọn bài nó quan trọng đến cái cỡ như thế nào. Tất nhiên là tôi cũng có sẽ có những cái trận mà tôi bị gãy. Nhưng mà thường là những cái trận đấy nó rất ít. Và cũng thường là những cái trận đấy là thường là làm content thôi. Content theo yêu cầu thì thường tôi không có chuyển bài linh hoạt được thì nó hay bị gãy. Đấy. Chứ còn thực ra là anh em nhìn cái arc chính của tôi ấy, anh em biết arc chính mà cái cỡ mà win rate hạng trung bình 1.9, anh em biết là cái cỡ nó như nào. 1.9 có nghĩa là nó chỉ có toàn 1 với 2 rồi đấy anh em. Đấy, cộng điểm trung bình mà nó là 1.9, tức là toàn 1 với 2. Thế nên anh em cũng phải biết là không phải tự nhiên mà nó là cái win rate nó cao như thế. Nó phải như nào đúng không? Và tôi phải khẳng định với anh em luôn là cái con game ngày hôm qua tôi up lên ấy là một trong những cái trận đấu mà phải nói là tham minh rất chuẩn luôn á anh em ạ. Nó trở thành một cái tiêu chuẩn cho cái việc tham minh ở trong một cái con game đấu để mà có được cái chuỗi như thế. Thế là anh em nếu mà anh em chưa xem cái con game ngày hôm qua, anh em có thể xem lại để anh em thấy được quá trình diễn biến nhá. Đấy, hôm nay tôi cũng sẽ xây dựng một cách chuẩn chỉ nhất để anh em thấy được. Chứ còn cái kết quả thì thực ra thì cái kết quả nó là của cả một cái quá trình anh em ạ. Đây rồi, ở đây ra con già ra con ngựa chúng ta có thể chơi được nhá anh em nhá, tận dụng. Tiêu chí lúc nào cũng là ra gì chơi đấy thôi. Nên là cứ ra chúng ta sẽ tận dụng. Đấy. Làm thế nào để mà có chuỗi thì bây giờ là cũng là 100% máu đấy. Nhưng mà
với cái đội hình này thì tôi nghĩ là tôi cũng sẽ mất chuỗi sớm thôi. Đó là gì? Đó là cách đánh giá. Đánh giá cái sức mạnh đội hình ở trong cái giai đoạn này. Đấy, nên là tôi nghĩ là với cái đội hình như này thì khả năng là chúng ta sẽ mất chuỗi sớm thôi. Gặp Hunter mất chuỗi rồi. Tôi không cần phải xem là kết quả là như nào luôn, tôi biết ngay là cái round này mất chuỗi. Không thể nào có chuỗi được sau round này đâu. Bởi vì là Hunter kẹp đỏ nó là giai đoạn này nó rất là mạnh. Đấy, Hunter kẹp đỏ giai đoạn này rất mạnh. Và chúng ta hiện tại chúng ta mới chỉ 3 assassin thì không ăn thua. Đấy, 6 assassin cơ. Ok, đây rồi, ra Berserker. Berserker chúng ta có thể chuyển về chúng ta chơi Glacier được này. Ok, thế thôi, bỏ Clyde đi thôi. Không ra Clyde. Chúng ta sẽ bỏ đi đó. Bởi vì round này chúng ta mất chuỗi rồi nên là tôi nghĩ là cái round này tôi sẽ tích tiền, tích khoảng 10 tiền ở round này. Chúng ta sẽ có cái đồng lời ở round này, kể cả chúng ta không thắng chúng ta sẽ có 1 tiền nha anh em nhá. Round này đủ tiền rồi, tích đi. Bởi vì chúng ta không có chuỗi thắng. Đấy, đối thủ rất mạnh. Round này lại thua rồi. Không thắng được. Chúng ta sẽ chỉ comeback khi mà sau round 15 thôi anh em ạ. Nhá, trận này không xanh rồi. Ok. Cho Tinker này vào thay. Ok, lên level 6 kẹp thêm 2 đỏ nữa. Tạm thời nó sẽ là như này đã. Mỗi round chúng ta sẽ có thêm 1 tiền. Đấy. Ok. Đồ này thôi, chốt sau. Cứ có búa set đầu game lấy cái lợi thế đã anh em ạ. Nói chung là đấy là cái món đồ mà lúc nào chúng ta sẽ phải lấy đầu tiên. Ở trong cái trận đấu chơi bất cứ cái đội hình nào đánh tay thì cái búa set là cái rất quan trọng. Medusa lên 7 cho vào nhá. Nếu mà như này thì chúng ta sẽ có là gì? 3 Warrior. 3 Warrior lên 7 chúng ta kẹp 2 cá vào. Đỏ thì cũng chưa chắc đã cần phải kẹp vào. Lấy thêm con này đi. Bây giờ cái lý do tại làm sao mà tôi hay chọn những con cá như thế, bởi vì là meta này là meta Witcher. Và chúng ta ở trong cái video này, chúng ta vẫn là cái content tiếp nối cái chuỗi series Counter Witcher anh em nhá. Chính vì thế là chúng ta sẽ phải kẹp cá vào trong đội hình. Bất cứ một cái đội hình nào mà anh em muốn chơi, anh em muốn counter và Witcher, anh em phải kẹp 4 cá cho tôi nhá. Trừ những cái đội hình như kiểu Aegir Seed đôi công. Thực ra Aegir Seed đôi công vẫn có thể là kẹp 4 cá được. Đấy, 6 Aegir Seed, 6 cung kẹp 4 cá đánh rất là khỏe đối với cả Witcher. Nếu anh em không có 4 cá mà anh em chỉ có 6 Aegir Seed với cả 6 cung không ấy thì anh em sẽ yếu hơn đấy. Anh em lên kẹp 4 cá nhá. 4 cá nó sẽ giảm cái sát thương của con Shadow thì rất là nhiều. Rồi. Rồi lấy tiếp cái que nữa. Như này chúng ta sẽ kẹp được 2 cá vào này. Ok. Round này thì nói chung ấy là chúng ta cũng sẽ không làm gì cả. Bởi vì chúng ta vừa mất cái chuỗi rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta chỉ có đợi là bài nó mạnh lên một chút. Sau đó thì ví dụ như là địch có cái thằng nào đấy mà nó đang có chuỗi thì chúng ta mới xả tiền thôi. Còn nếu mà không có ai có chuỗi ấy thì thôi. Tốt nhất là chúng ta giữ cái đội hình này và chúng ta có thể là giữ tiền giữ máu. Đấy. Trừ khi là chúng ta gặp một cái thằng nào đấy đang có chuỗi và chúng ta cần phải xả để chúng ta cắt chuỗi nó. Ok. Tôi nghĩ là đội hình như này là chúng ta có thể trụ được rồi. Yên tâm. Glide Glacier này. Đấy, ăn được đúng không? Đánh giá đội hình nó vẫn là ok, chuẩn. Đây rồi. 3 Hunter này, 3 Hunter. Đấy, nếu mà chúng ta cho 3 Hunter vào thì sao? Đánh cái level 7. Được.
Ok. Anh em thấy không? Có một cái sự tận dụng. Ra Hunter cái tôi mua và tôi áp 7 ngay. Bởi vì làm sao? Khi mà kẹp 3 Hunter vào thì rõ ràng là cái đội hình này nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn hẳn luôn so với việc là không có 3 Hunter đấy anh em ạ. Đấy, khi mà chúng ta dồn đồ cho con Medu thì chúng ta có 2 Glacier, 3 Hunter kẹp với 2 con Tanker 2 sao. Không cần biết là 2 con đấy là con gì. Ở đây thì nó là 2 con là Tinker và con Zipper. Ui, là câu của tôi này, trộm chó. Nhưng mà tôi vẫn ăn rồi. Đội hình này của tôi giờ nó ổn rồi anh em ạ. Không thua được, không thua được. Kể cả trộm chó thì vẫn thắng thôi. May thế anh em ơi. Nói chung là bây giờ tôi xác định là tôi chuẩn bị có chuỗi rồi đấy. Rồi, thế thôi. Nói chung là ổn rồi đấy anh em ạ. Quá trình diễn biến trận đấu tiếp theo nó như nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là chúng ta ra bài gì nhá anh em nhá. Hôm nay có một cái vụ drama nhưng mà tôi chắc là buổi sau tôi mới chia sẻ cho anh em. Tôi cần phải có một cái thời gian tôi xác thực lại đã, xem là cái drama này là có chuẩn không. Nhưng mà nó liên quan đến một cái vụ lừa đảo bằng cái việc là lạp game. Nên là tôi chắc là ngày mai tôi sẽ xác thực lại một lần nữa. Sau đó tôi có thể tôi sẽ đưa lên trên video của tôi để cảnh báo các anh em nhá. Hôm nay thực ra tôi biết cái thông tin đấy nhưng mà tôi chưa có xác thực lắm. Nên là tôi cần phải hỏi thăm thêm một chút. Sau đó có thể là chuẩn chỉ rồi tôi mới dám coi như là công bố. Nhưng mà nó cái vụ này nó liên quan đến một cái người rất là uy tín đấy ở trong cái cộng đồng và đang là có một cái bóc phốt lừa đảo nên là cũng phải cân nhắc để xem là có lên là chia sẻ không đấy. Lúc đầu tôi cũng định là chia sẻ ở trong video của tôi đấy để cho các anh em biết, anh em còn phòng tránh, nhưng mà sau đấy tôi nghĩ là tôi cũng cần phải có thời gian tôi xác thực lại một lần nữa để xem là liệu rằng tin nó có chuẩn không đấy. Thế là có thể là ngày mai nếu mà tin chuẩn rồi thì tôi có thể là tôi sẽ cảnh báo đến anh em nhá. Tao này lại thua này, thằng này có con súng 2 thì chịu rồi anh em ạ. Súng 2 sao có búa sét. Đấy, nên là không đánh được. Nhưng mà không sao cả, không có chuỗi không có nghĩa là gì. Không có nghĩa là chúng ta up cấp lên nó là sai lầm anh em nhá. Nó không hề sai lầm khi mà chúng ta có một cái sức mạnh đội hình ấy, nó được gia tăng khi mà từ 6 lên 7. Kẹp 3 Hunter vào nó khác đấy anh em ạ. Ví dụ như cái round trước ấy, chúng ta nếu mà không kẹp như này thì chúng ta không phải chỉ có lọt là mỗi con súng không đâu, mà nó sẽ lọt, ở đây nó là lọt gần như là hết cái đội hình đấy. Nhưng mà chúng ta ở đây là chúng ta có kẹp thêm được Hunter nữa nên là nó giảm thiểu cái mức mất máu của chúng ta. Đây là cái công cuộc giữ máu chứ không hoàn toàn nó là công cuộc đánh chuỗi hay là nó là cái công cuộc mà chúng ta cắt chuỗi của ai cả. Đơn giản nó là giữ máu đã như anh em nhá. Sau đó chúng ta có thể tính toán được nhiều cái khác. Và khả năng là tôi sẽ up cấp lên 8 sớm để tôi kẹp được vào 2 cái counter ở nhà top 1. Top 1 bây giờ đang có chuỗi và chủ yếu là sát thương phép đến từ cái con Squadman anh em nhá. Chúng ta sẽ có thể up cấp và kẹp cá vào. Đó cũng là một cái lựa chọn rất hợp lý trong cái giai đoạn này. Đấy, tôi chia sẻ với anh em từng round vừa luôn đấy nhá. Đừng hỏi tại sao một tí nữa tôi lại xanh. Không anh em ơi, cái xanh ở đấy nó là phụ thuộc vào người chơi đấy, không phải là tự nhiên mà nó xanh ở đâu. Round này thì chúng ta cảm thấy là đồ không lấy được cái món nào thì chúng ta có thể random một phát hên xui cho cái slot số 10 này nhá anh em nhá. Món này cũng được, không đến nỗi. Ok, còn cái món này thì chúng ta sẽ lấy một cái que lửa. Đấy, tôi phải khẳng định với anh em luôn là tôi sẽ lấy thêm một cái que lửa. Đánh cho nó nhanh. Chúng ta Glacier chúng ta cần tốc đánh, đánh càng nhanh càng tốt. Đó. Witcher này, Witcher Glacier này. Đấy. Nhưng mà bạn ơi, chưa chắc tôi đã thua. À, có thể thua, có thể thua, có thể thua, có thể thua. Có thể thua hoặc có thể thắng. Hoặc có thể thắng. Hoặc có thể thắng bạn ơi. Đấy anh em thấy chưa. Kẹp cá vào nó khác lắm anh em ạ. À. Kẹp cá đấy. Kẹp cá đấy.
Chúng ta chiến thắng cái bộ Witcher kìa. Rồi. Anh em cứ yên tâm. Ở đây chúng ta có hai đỏ, chúng ta có thể thay con súng này ra được này. Ok chưa? Tất cả nó là kinh nghiệm anh em ạ. Không phải tự nhiên mà bỏ Hunter ra kẹp hai đỏ vào đâu. Để tôi chứng minh cho anh em thấy là cái sự tham minh ấy, nó cần phải có kinh nghiệm chiến trường dày dặn rất là nhiều. Đây rồi anh em ơi. Ok nha anh em nhá. Đấy, bây giờ tôi đã đảm bảo với anh em luôn là xin cái chuỗi luôn. Tính toán hết rồi anh em ơi. Trời ơi, thôi mình xin nhá. Thậm chí là lọt còn nhiều cơ anh em ạ. Trời ơi, đẩy đối thủ nhiều máu luôn. Tính toán rất chuẩn đến từ Tuấn Cơm. Đó. Thế nên là tại sao mà anh em thấy đánh một lúc của tôi lại có chuỗi hay đánh một lúc tôi lại xanh là vì thế mà. Nó là như thế đấy anh em ạ. Storm Shaman đúng không? Đấy, tận dụng. Tận dụng được. Tận dụng được anh em nhá. Storm Shaman tí nữa kẹp vào là vừa có đỏ lại vừa có là gì? Có cái bộ Shaman hai con, kẹp hai con Shaman hóa cóc đầu game ổn áp luôn. Đấy, bây giờ tôi hoàn toàn là tôi bây giờ là đến cái giai đoạn mà tôi gọi là bình thường. Đấy, tức là chưa phải là cái giai đoạn xanh nhưng mà đấy, bình thường rồi nha anh em nhá. Đấy, không thọt tiền tí nào luôn. Đánh cái kiểu gì cuối cùng là cũng là gì là cắt chuỗi, cuối cùng là cũng là tự nhiên lại xanh. Ô thế tại sao lại thế nhỉ? Hay là hack? Ui giời. Bây giờ mà để mà chia sẻ mấy cái này thì thực ra là với mấy cái người mà người ta biết chơi thì nó rất là dễ. Mấy cái người mà cùng trình độ chia sẻ nó dễ lắm anh em ạ. Đấy. Bảo là chơi hên ấy. Một hai trận thì không nói làm gì. Chứ cơ mà trận nào cũng có chuỗi. Kể cả là những cái trận mà không xanh giai đoạn đầu game, bài ra như cứt chó luôn. Đấy, như cứt ngâm, nhưng mà cuối cùng là cũng cắt chuỗi của đối thủ này. Cuối cùng là cũng là gì có chuỗi thì rõ ràng là cái này nó phải làm sao chứ. Làm sao ấy nhở? Tại sao lại như thế nhở? Anh em đoán xem. Anh em đoán. Tôi nghĩ là cũng dễ hiểu mà, đúng không? Chỉ trừ những cái người mà cố tình không hiểu thì thôi, thì tôi không chịu rồi. Rồi. Anh em nhìn cái đội hình của tôi như này thôi nhá. Anh em thấy là có vẻ khá là khỏe đúng không? Có vẻ khá là yên tâm đúng không? Nhưng mà không anh em ạ. Cái yên tâm hay không ấy là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải check đối thủ. Chúng ta phải check đối thủ trước cái round 20. Ở đây có con gấu, khi là tôi sẽ lấy con gấu này vào tạm đã này. Cái việc mà sau cái round 20 này nó rất là quan trọng anh em ạ. Phải check bảng luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá một lần đối thủ nữa này. Tôi sẽ đánh giá để xem là chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo. Vậy là tất cả nó đã đều form đủ bộ rồi anh em nhá. Tất cả đều form đủ bộ rồi. Thế là Witcher 4 Witcher, 6 Feather, Clive cũng đủ, 6 Clive kẹp Glacier. Hunter, Aegisid cũng đã đủ. Đấy, tức là tất cả bọn nó đều đang mạnh hơn chúng ta. Mặc dù là anh em thấy là vừa rồi là tôi có cắt chuỗi bọn nó và tôi đang có một cái lượng máu là 85%. Và tôi đang có vẻ như đang mạnh hơn, nhưng không phải anh em nhá. Chúng ta hoàn toàn chúng ta đang yếu hơn đối thủ. Vì thế là cái round này chúng ta sẽ phải up cấp và chúng ta xả hết tiền. Đấy, anh em tin tôi. Cái việc đánh giá đội hình ấy nó quan trọng lắm. Nó chính là cái tham minh ở cái giai đoạn của trận đấu đấy anh em. Tham minh nó tùy vào cái trận đấu. Như cái trận đấu này tôi đã check bảng và tôi đã nhận thấy là bây giờ chúng ta đang yếu nhất. Và chúng ta phải xả hết tiền. Đương nhiên. Ok. Anh em cứ tin tôi. Đấy, đó là cái kinh nghiệm rất là đúc kết từ rất là nhiều những cái chiến trường, những cái trận đấu rồi. Bốn Glacier kẹp với cả gấu. Như này đi, kẹp với bốn Warlock nữa. Thực sự ấy là như này nó chưa đủ đâu anh em ạ. Như này chưa đủ anh em nhá. Chưa đủ. Ăn được thằng này không?
chưa chắc đã ăn được đâu anh em ạ. Anh em thấy không? Anh em thấy không? À đúng, à đúng. Đấy, đấy là do là gì? Cái nào vừa rồi là tôi rôn đấy. Nhưng mà cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Đó, ăn được không? Ăn được không? Không, 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 không ăn được. Đó, anh em thấy không? Đó, rõ ràng là một cái sự mà chúng ta đánh giá đội hình nó chuẩn. Bây giờ chúng ta phải rôn tiếp. Chưa được đâu anh em ạ. Đây rồi. Bọn nó ập vào nhà bây giờ đấy. Nó ập vào nhanh lắm. Không kịp dậy đâu. Tiếp. Hết tiền luôn anh em nhá. Hỏng rồi, đây. 6 Glacier đã này. 6 Glacier vào. Ok nha anh em nhá. Tạm thời như thế nhưng mà vẫn chưa ổn đâu. Vẫn chưa ổn đâu. Đây nó mới chỉ là gọi là chống thôi. Chống cái việc mất máu thôi. Và nhờ cái việc mà chúng ta form như thế, chúng ta xả như thế, chúng ta mới giữ được cái lượng máu là như thế đấy anh em. Ok, round này ăn được rồi. Mày quá anh em ạ. Được. Mà được nhưng mà vẫn chưa được nhá. Roll tiếp. Đây rồi, Lancer này. Lancer tạm thời thay con này ra. Nhưng mà lại phải roll tiếp. Đấy, vẫn chưa được. Dòng này chưa ổn đâu. Chúng ta roll tiếp nha anh em nhá. Một lần nữa chúng ta roll hết tiền. Bỏ này đi. Nốt anh em nhá. Làm tiền cũng phải hết rồi. Không được rồi. Bán đi để roll cũng không ra. Tôi cần là gì? Một là con Medusa lên 2 sao, hai là con này. Con Velom này này. Một trong hai con. Chí là con bơ. Tầm này bây giờ là toàn đấy. Hỏng à, hỏng à, hỏng à. Đấy anh em sẽ thấy là khi mà chúng ta chưa form được cái đội hình đủ mạnh ấy thì tôi sẽ bị đẩy rất nhiều máu. Anh em thấy chưa? Đây là cái minh chứng này. Đó, 12 máu đấy. Mà đấy là tôi còn xả rồi đấy nhá. Xả tiếp rồi anh em ạ. Đấy, căng chưa? Căng chưa? Đã thấy cái độ căng chưa? Rõ ràng rất căng đúng không? Anh em cứ nghĩ là tôi trước round 19, trước round 20 ấy, chúng ta còn đang rất mạnh đúng không? Nhưng mà không phải anh em ạ. Anh em nhìn thấy đối thủ bây giờ đang rất mạnh rồi. Hoa hết cả mắt. Nếu mà không phải là tôi nhá, thì tôi khẳng định với anh em luôn là có rất nhiều người sẽ cứ nghĩ là cái đội hình đó là nó đang đủ mạnh. Và chỉ trong vòng khoảng 3 round thôi, mỗi round mất khoảng 20 máu. Là bây giờ anh em biết là sắp chết rồi, còn có khoảng chục máu thôi. Đó. Nó khác nhau là chúng ta sẽ phải biết timing đúng cái thời điểm. Và bây giờ cái đội hình này nhá, tôi khẳng định với anh em luôn là bây giờ đang bị đẩy. Không ăn được thằng nào đâu. Không ăn được thằng nào đâu anh em ạ. Đang rất yếu. Bây giờ combo đẹp là có thể ăn được thằng này. Combo đẹp là có thể ăn được. Mà không. Cái đấy là điều không thể anh em nhé. Cái đấy là điều không thể. Đấy là điều không thể. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn. Combo đẹp rồi đấy nhá. Đấy là còn may là combo đẹp đấy. Còn đỡ mất máu ấy. Quả vừa rồi mà combo vớ vẩn là coi như là mất khoảng chục máu. Đó, máu tụt xuống rất nhanh. Từ cái lúc mà tôi còn 87 máu nha anh em nhá. Bây giờ tôi đã xả tiền và tôi gọi là kìm hãm với sự mất máu rồi. Mà bây giờ nó còn có 65 máu. Đó. Không đơn giản đâu anh em ạ. Chúng ta đang chơi ở cái mức rank nó gọi là 2 rank. Và cụ thể ở đây là mức rank cao nhất. Nên là chúng ta sẽ gặp những cái đối thủ mà nó cũng xứng tầm thôi. Chứ nó không phải là dễ bắt nạt đâu. Như là các anh em nghĩ. Chúng ta hơn là ở cái chỗ là chúng ta có cái sự tham minh. Chúng ta có kinh nghiệm. Chúng ta hơn ở cái đấy thôi. Còn về cái mặt xây dựng đội hình ấy, họ đều biết form về chuẩn cái bài mà họ cần. Họ đều form được cái đội hình chuẩn. Họ biết lấy bài chuẩn và họ biết xếp bài chuẩn nhá anh em nhá. Chúng ta chỉ hơn được người ta ở cái chỗ tham minh. Nó là cái giành chiến thắng ở cái việc đấy. Rồi, roll hết tiền rồi anh em ạ. Ở đây là có thể tôi sẽ lấy cầm đánh luôn nha anh em nhá. Cầm đánh luôn. Rồi, tiếp tục. Ui, đây rồi. Ok rồi đấy anh em ơi. Đó, bây giờ thì nó mới là ổn nha anh em nhá. Rồi, 65 máu lại tiếp tục giữ được. Anh em thấy không? Anh em sẽ nhìn thấy có cái sự khác biệt giữa tôi và những cái người còn lại. Anh em sẽ thấy những cái thằng còn lại. Anh em nhìn cái số tiền của nó. Và anh em nhìn cái level của nó. Cái thằng Ken nó lên level 10 rồi kìa anh em kìa.
em thấy không? Đấy, thằng nào cũng còn 50 tiền luôn, nhưng mà riêng tôi level 9 hết tiền. Đấy là lý do tại làm sao mà cái top 1 ấy nó lại nhiều đến cái cỡ như thế đấy anh em ạ. Giải thích cho cái việc là cái tỷ lệ cái nó gọi là gì, hạng trung bình 1.9 của tôi nó là như thế. Nó đánh nó cưng từng round một nó rất là lót, nên là không có chuyện mà có thể là gì mất được cái top đâu anh em, trừ khi tôi làm kiểu content thôi. Đấy, gặp 6 block này. Nhưng mà tôi kẹp cá vào rồi anh em ơi, tôi kẹp cá vào rồi. Tôi kẹp cá vào rồi, không sợ đâu. Từ từ. Trời ơi. Đó, đẩy thằng này đi luôn. Quá tuyệt vời. Tham binh nó cực kỳ chuẩn luôn. Đấy, bây giờ thì lại không cần roll, nó lại ra medu, nhưng mà không sao. Tôi bây giờ tôi có quyền ôm nha anh em nhá. Bây giờ là chúng ta có quyền ôm cái con medu này luôn. Bởi vì làm sao bây giờ ấy, cái đội hình này nó đã ổn rồi, thì bây giờ nhá, tôi không cần phải là xả tiền nữa, tôi không cần phải sử dụng tiền, và tôi không cần phải lo lắng cái việc là những cái nào sau ấy tôi mất máu nữa rồi anh em ạ. Bởi vì cái tầm này ấy, tôi không thể thua được đâu. Đấy. Anh em tin không? Cái tầm này không thể thua được nha anh em nha. Đấy, còn lý do tại làm sao mà không thể thua được, bởi vì là tôi check bài của đối thủ rồi, tôi đánh giá được là cái bọn đối thủ ấy, nó không có cái cửa nó ăn tôi ở trong cái giai đoạn này. Đấy, nhưng mà cái đội hình này chưa khẳng định là chắc chắn là có thể giữ được cái lượng máu đó nhá. Đấy là so với những cái đối thủ ở trong cái trận đấu này thôi. Thế còn những cái trận đấu khác ấy thì như này là chưa chắc đã ổn đâu. Đấy, nếu tôi nó tùy đâu. Đấy, như là ngày 6 Saman đúng không? Chưa có, mới chỉ có 4 Saman thôi. 4 Saman, 4 Metalit. Anh à, càng đấy, càng đấy, càng đấy. Nhưng bạn ơi, tôi ổn. Tôi ổn, tôi ổn, tôi ổn, tôi ổn, tôi ổn, tôi ổn. Ok, ok, ok. Lấy cái cửa gì giết, lấy cái cửa gì giết. Tất nhiên là những cái thằng này nó cũng có cái cơ sở là giữ 50 tiền anh em ạ. Bởi vì nó cũng đã đủ mạnh rồi ấy, nó cũng đã đủ giữ được máu rồi thì đương nhiên là nó cũng sẽ giữ tiền đó. Để nó lên 10. Đấy, cơ sở là bây giờ bọn nó lên 10 hết, còn tôi vẫn đang ở 9 hết tiền. Anh em thấy không? Bây giờ ngắn nhất là 9 Warrior, chúng ta sẽ phải lên 10 kẹp vào là 4 Warlock đây anh em. Tôi để sẵn cái con Zipper ở phía dưới rồi. Khi nào mà lên 10 chúng ta sẽ kẹp 4 Warlock vào. Thực ra gặp 9 Warrior chúng ta sẽ không bị đẩy nhiều đâu. Mà chúng ta sợ nhất là cái bọn Aegisit và bọn Witcher ấy. Bọn Aegisit là một cái bọn đẩy nhiều. Đấy, bọn Witcher là cái bọn đẩy nhiều. Còn cái bọn mà nó chơi theo kiểu giống như là Warrior thì thực ra là nó cũng chỉ lọt được 1-2 con thôi. Không đáng kể. Feather này thì thực ra là cũng không sợ lắm. Feather Witcher đấy, hay chơi Feather Witcher. Và vô tư. Cái bộ này là cái bộ counter Witcher anh em ạ, đẩy chết thằng này rồi. Úi rồi, ra là kiếm hồn nhưng mà mới có một sao. Lên được level 10 rồi đấy, đánh là nó cũng là căng đấy. Nhưng mà tôi rất tiếc bộ này của tôi counter. Counter chặt luôn ở bộ Witcher. 4 Witcher kẹp với cả Feather, kẹp với cả hồn. Đấy. Còn một cái thằng, hai thằng Witcher đang chuẩn bị đóng hòm rồi anh em ạ. Hai thằng Witcher đang ở dưới đáy xã hội luôn. Trừ những cái thằng ra đi rồi thì hai cái thằng đấy là hai cái thằng thấp nhất bây giờ luôn. Bây giờ mấy cái thằng Witcher cứ gặp tôi là đi mà. Thằng Saman, 9 Warrior, Aegisit vẫn là cái thằng sợ nhất anh em ạ. Đang có chuối. Thằng Dừa là cái thằng đang sợ nhất đấy. Cái bộ đấy là cái bộ mà nếu mà so với cái bộ này ấy, là nó là 1-9-1-10 đấy anh em. Chứ nó không phải là cái bộ mà coi như sợ đâu nhá. Nó không phải là counter nhau, mà nó là 1-9-1-10. Đấy, còn cái thằng này thì nó cũng là một cái thằng mà cũng là sẽ là tương đối đáng sợ về lên game. Đấy, nhưng mà bây giờ thì tôi vẫn có thể ăn được. Ok bạn ơi. Đương nhiên là ăn được rồi. Tí nữa kẹp vào Warlock nữa thì chắc chắn ăn được. Ok. Đó. Đấy, anh em thấy không? Tôi có quyền tích tiền mà. Cái tầm này tôi có quyền ôm mà tôi có quyền tích tiền rồi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ lên được 10 thôi. Cái vấn đề là chúng ta có an toàn, chúng ta có yên tâm ở trong cái sức mạnh đội hình không thôi. Đấy, bây giờ cái tầm này tôi sắp có chuỗi đấy anh em ạ. Sắp có chuỗi đến nơi rồi. Đấy, và anh em cũng có thể nhận ra là bây giờ là cái thằng Witcher nó đã ra đi. Còn một thằng duy nhất. Chính là cái bộ của Zequen ấy. Glacier kẹp với cả Warlock kẹp với Witcher ấy.
Core sẽ là hai con, là con Fallen và con Shadow Evil. Hai con đấy nó sẽ là hai con gây đám chính ở trong cái bộ đấy. Nhưng mà tôi đã kẹp cá và tôi phế một con rồi. Còn cái con còn lại thì vô tư đi. Con Fallen không phải là mấy con mà nó khỏe đâu anh em. Nó chỉ khỏe khi mà nó có thể sống được đến late game thôi. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa phải là late. Mới ra 30 thôi anh em ạ, à, còn rất sớm. Cái tầm này chúng ta dư sức chúng ta có thể ăn được. Yên tâm. Đó. Sắp có chuỗi rồi đấy anh em. Cái thằng thằng Witcher anh em thấy đang có chuỗi đúng không? Nó đang khá tự tin về cái sức mạnh đội hình của nó đấy. Nhưng mà anh em yên tâm, đánh giá là gặp tôi là mất chuỗi. Bây giờ là gặp tôi hay gặp thằng Aegisit thôi. Gặp thằng Aegisit thì mất chuỗi cho thằng Aegisit, thằng dừa. Mà nếu mà gặp tôi thì là mất chuỗi cho tôi. Còn nếu mà tôi gặp thằng dừa thì là cũng chưa biết thằng nào ăn thằng nào. Mà khả năng là tôi vẫn là cái người lợi thế hơn, bởi vì tôi không có chuỗi. Cái việc mà tôi thua thì tôi chả có mất gì cả. Còn nó thua là nó sẽ mất cái chuỗi cho tôi. Đấy, anh em cứ nghĩ như thế nó nhanh. Nên là chúng ta bây giờ chúng ta đang có lợi thế hơn cái bọn đang có chuỗi. Chúng ta gặp là chúng ta có lợi thế hơn nhá anh em nhá. Đánh giá rất là khách quan luôn đấy. Gặp đi bạn này. Ken à? Ui, Ken là 9 Warrior. Vô tư bạn ơi. Tôi nói rồi, cái thằng này bây giờ nói chung là không có phải là cái mối no. 9 Warrior nó không phải là cái mối họa của chúng ta. Cái mối họa của chúng ta là thằng Aegisit ấy. Thằng đấy mới là thằng nguy hiểm. Ôi tôi chết rồi, có chuỗi rồi anh em ơi. Cắt chuỗi cái thằng dừa luôn kìa anh em kìa. Ui giời ơi anh em ơi. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đấy, đến bây giờ tôi lại đang có cái chuỗi mà tôi đang nhiều máu nhất. Anh em ạ, tôi lại lên top 1 rồi. Đấy, một hồi cuối cùng là chúng ta lại top 1. Thấy chưa? Thế liệu rằng anh em thấy là cái trận này có hên không? Có hên không? Thực ra thì vẫn sẽ có người nói là hên. Nhưng mà kệ thôi anh em ạ. Quan tâm làm gì? Quan tâm làm gì? Chủ yếu là các anh em yêu quý tôi, anh em xem cho nó vui. Còn thực ra thì cái này cũng chia sẻ đến như thế thôi. Chứ còn cũng chả biết chia sẻ thế nào nữa. Chia sẻ đến cái mức độ mà phải chia sẻ đến cả cái tham minh anh em biết. Nào nó chả giấu bài gì đấy. Chứ còn nếu mà cứ im mỉm chơi ấy, thì nói thật là anh em còn không biết nhiều thứ lắm. Anh em ạ. Ui giời ơi, thế này là ăn được thằng dừa là coi như là chúng ta ok rồi đấy. Khả năng top 1 là rất cao. Ơ mà sao lại là gọi là khả năng top 1 là rất cao nhỉ? Mà nó là chắc chắn. Nó là chắc chắn luôn đấy chứ lại còn khả năng này nữa anh em. Lên 10 kẹp với cả 4 Glacier rồi. À kẹp với cả 4 Warlock rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Bây giờ cái thằng GoGo gặp đi, gặp được GoGo xem nào. GoGo bạn qua đây cái nhá. Có khi vớ vẩn 17 tiết kia có khi là bay màu luôn đấy chứ. Đúng không? Fallen 3. Fallen 3 sao à? Trông cũng hơi sợ đấy. Trông cũng hơi sợ đấy. Fallen 3 sao. Ui gặp luôn này anh em này. Fallen 3 sao. Thôi bạn ơi, Fallen 3 sao của bạn. Thôi xong rồi. Xong rồi con Fallen 3 sao của bạn rồi bạn ạ. Xong. 17 máu. Đi luôn. Ôi giời anh em ơi. Đúng à, vừa lên là cái Fallen 3 sao, rao trước, rao sau gì. Quá cày. Cái đoạn này sẽ có người bảo tôi là đỏ ấy. Dã man thật sự. Thôi xong rồi nha anh em nhá. Mục đích của video clip là gì? Là chỉ để anh em biết là cái bộ line up đấm cái bộ Witcher như con luôn. Chấp cả lên 3 sao. Gọi bằng bố nha anh em nhá. Witcher nói chung là Fallen Witcher lên 3 sao vẫn gọi là bố thôi anh em ạ. Đó anh em thấy không? Dã man. Chúng ta chỉ cần chơi một cái đội hình mà chúng ta không cần mana thôi mà. Chúng ta đâu cần mana để mà tăng cái stack đâu đúng không? Đấy là tôi còn chưa nói cho anh em là cái bộ beat cũng có thể đấm được cơ. Anh em ạ, bộ 6 beat kẹp với cả 4 cá. Anh em cứ kẹp 4 cá rồi anh em dồn đồ trong bộ không. Anh em nhá. Không phải ngán thằng nào cả. Không cần phải chơi mana luôn. Anh em chỉ cần là trụ được với cái con Shadow thôi. Shadow xòe quạt mà không chết hết thì là coi như là toàn. Chúng ta biết được cái điểm yếu chí mạng của bọn đấy rồi. Nên là tôi mới nói với anh em mà. Tuần lễ này là cái tuần lễ mà chúng ta zip cái bộ đấy nha anh em nhá.
tuần sau là nó là xuống đáy xã hội rồi anh em ạ. Không thể nào có cái cửa sống sót được đến tuần sau đâu, khi mà cái kênh của tôi rất phổ biến. Và một khi mà kênh đã phổ biến cho toàn bộ mọi người biết cách counter ấy, thì không có một cái cửa nào mà sống sót ở trong anh được cả. Nói cho nó nhanh. Trừ khi là đấy là những cái trận đấu mà tôi chơi. Anh em có tin không? Đấy, đến cái lúc mà người ta coi như người ta không ai chơi nữa, thì đến lúc đấy là cái lúc mà tôi chơi Witcher trở lại đấy anh em ạ. Đấy, thế là chúng ta lại có content mới. Đấy là chúng ta hồi sinh lại bộ Witcher trong cái tuần sau. Dã man, ông Tuấn này đúng là kiểu làm content nó ảo ma Calada thật sự. Đúng kiểu sáng tạo nội dung luôn ấy. Đấy là tuần này, à cái tuần trước nhá. Đấy, tôi lại tua lại một chút là cái tuần trước tôi làm cho anh em cảm thấy là cái bộ Witcher ấy, nó rất là bá đạo, nó rất là gọi là kinh khủng điển, khiến cho ai cũng phải chơi đúng không? Và những cái người chơi thì cảm thấy cũng rất là khó chịu khi mà không còn cái bộ nào khác để chơi mà phải chơi cái bộ đấy. Nếu không chơi cái bộ đấy là bị thiệt. Đấy chính là cái tuần trước. Nhưng mà sang cái tuần này, thực ra là một cái chiêu trò khi mà cố gắng để làm sao ở trong rank có càng nhiều người chơi Witcher càng tốt, để coi như là sang tuần làm content là counter Witcher một cách triệt để nhất. Bằng những cái đội hình mà tôi đã tìm ra. Đấy, liệt kê ra cả tuần là coi như 7 video clip là 7 cái đội hình counter. Đấy, sau khi mà đã ra được một loạt những cái đội hình counter khiến cho các anh em cảm thấy là cần phải chơi những cái đội hình counter để đấm cái bộ Witcher, thì sang cái tuần tiếp theo đấy là chúng ta sẽ có cái thử thách là hồi sinh cái bộ Witcher bằng cái việc là chơi ở trong cái meta mà toàn counter Witcher. Dã man thật sự. Thôi cái tầm này nói chung là đùa vui với anh em như thế thôi, chứ còn đấy anh em thấy không, là bây giờ chả sợ bố con thằng nào hết rồi. Tôi phải khẳng định với anh em luôn là cái tầm này vô địch rồi anh em ạ. Dã man. Anh em sẽ thấy là khi mà anh em gắn bó với kênh tôi thì anh em sẽ nhận ra một cái điều đấy là chúng ta qua từng cái tập của kênh Game Today ấy, chúng ta qua từng cái tập, từng cái trận đấu một, chúng ta sẽ có cảm giác như là chúng ta đang xem một cái bộ phim dài tập. Một cái bộ phim truyền hình dài tập, hay là một cái game show. Đấy, một cái game show và nó có những cái link nó liên quan đến nhau rất là logic rồi những cái video. Đấy, chứ không phải là tự nhiên mà hôm nay ra một clip này, hôm sau ra một clip khác. Thực ra là tất cả những cái đấy nó đều có mục đích hết anh em nhá. Và tôi đã lên lịch một cách rất là chuẩn chỉ, nội dung như nào, ra vào ngày nào là nó có hết, chứ không phải là ra bừa đâu anh em ạ. Nên là anh em cứ yên tâm, là anh em cứ tỉ mà xem, hoặc là anh em cứ theo dõi tiếp những cái video tiếp theo, anh em sẽ nhận ra cái điều đấy. Đấy, sắp tới chúng ta sẽ đến một cái series hồi sinh Witcher. Hứa với anh em đấy, tuần sau đấy, tuần sau để tôi counter cái bộ Witcher đã, sau đó thì để các anh em chơi những cái bộ counter ở trong rank, ở trong giải. Đấy, sau đó chúng ta sẽ hồi sinh lại cái bộ này nha anh em nhá. Ok. Chúng ta sẽ hồi sinh ở cái bộ này sau khi nhà phát hành ngừng bán skin của Fallen Witcher và nhà phát hành bán skin của Cung Đen. Lúc đấy chúng ta sẽ quay trở lại cái bộ này. Ok. Rồi, còn bây giờ chúng ta tiếp tục với cái quá trình, cái con đường counter ở cái bộ Witcher. Bởi vì bây giờ vẫn còn rất nhiều người sơ pha bộ Witcher trong rank nha anh em nhá. Nó vẫn làm cái thế lực nên là tôi chưa hồi sinh nó. Bởi vì nó đã chết đâu mà hồi sinh, đúng không? Tuần sau, anh em ạ. Hết tuần này nó chết, chúng ta sẽ hồi sinh lại nha anh em nhá. Ok. Nói chung là cái đối thủ với tầm này bây giờ nhá, nó là một cái trận đấu đỉnh cao rồi. Nên là anh em đừng có bảo đối thủ cầm cái con ảo ảnh mà swap được cái con Medu của tôi. Con Siren của tôi nó không bao giờ nó bị swap luôn, tôi khẳng định với anh em luôn. Cứ dây cuối tôi đổi thì làm sao mà swap được. Đấy. Tầm này bây giờ chúng ta giữ tiền được rồi anh em ạ, 50 tiền rôn rồi. Nhẹ nhàng tình cảm. Đối thủ bây giờ có xả hết tiền hay đối thủ có làm bất cứ cái điều gì đi chăng nữa ấy, thì tôi đã thật với anh em, nó cũng sẽ không có giải quyết được nhiều vấn đề. Đấy. Cứ dây cuối đổi thôi anh em ơi. Cứ dây cuối đổi thôi. Làm sao mà nhanh được bằng tôi. Không bao giờ bắt được luôn. Rồi xong rồi anh em ạ. Chỉ cần mỗi round lọt một con thôi. Ôi kìa. Ui giời ơi, tại sao nó lại có thể là cắt chuỗi được. Nhưng mà chỉ hòa thôi. Và đấy là nó chỉ gọi là may mắn thôi anh em ạ. Có một chút may mắn đấy. Không, cái round đấy là tôi nghĩ là may mắn thôi. May mắn thôi. May mắn lan được thôi. Thực ra là hòa chứ không phải lan được. Cái chuỗi không hề mất nhá. Còn bây giờ mà mất cái chuỗi này mà nó có tiền nó luôn con rồng 3 sao thì khả năng cao là toang đấy.
Nên là cái quả vừa rồi là cũng hơi thót tim một chút. Hơi sợ anh em ạ, hết hồn. Ok, chúng ta sẽ xem lại cái khoảng cách để chúng ta thể hòa đá. Chúng ta sẽ có một ô là chúng ta sẽ không thể là mà có thể hóa đá tới được. Đấy chính là ổ trong góc. Di chuyển hết sức cẩn thận để có thể hóa đá được hết toàn bộ đội hình của địch. Ok. Bây giờ nuôi con Velo với con Medu lên 3 sao thôi anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Rồi. Tôi nghĩ là có khi là round sau tôi không giữ 50 tiền tôi roll đâu. Tôi sẽ roll hết cái số tiền này. Nếu mà chúng ta kéo dài trận đấu, có thể chúng ta sẽ thua đấy anh em ạ. Bộ Egasit nó không phải là cái bộ chúng ta có thể đùa đâu. Đối thủ đã có cái con bom 2 rồi. Và bây giờ đối thủ anh em biết là đang đợi cái gì không? Nó đang đợi cái con rồng 3 đấy anh em ạ. Chúng ta không thể đợi được đâu. Chúng ta nhây là chúng ta thua đấy. Anh em nhá. Đùa nó có giới hạn đó. Nó có giới hạn của nó thôi. Round sau tôi xả hết tiền đâu. Ít nhất là phải đẩy được con Medusa hoặc là con Velomancer lên được 3 sao ở đâu sau. Bây giờ quả trứng còn 2 con nữa. 2 con nữa anh em nhá. Rồi. Cái round này chắc chắn là chúng ta sẽ xả tiền hết rồi. Không đợi nữa anh em nhá. Một vài round nữa đối thủ lên được con rồng 3 thì cực kỳ nguy hiểm. Một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Đây rồi. Từ từ đã, roll mấy cái nữa anh em nhá. Từ từ đã. Có trứng. Ok, thôi rồi, đập trứng luôn. Thế là xong. Bây giờ lên dòng 3 mới có cái cửa đánh 4 đô với nhau thôi bạn ơi. Rồi xong rồi đấy. Ra ngoài đẩy có khi còn nhiều ấy. Hai lần hòa đá mà nó bắn đau quá anh em ơi. Trời ơi, con mới đùa nó bắn đau thật sự. Úi giời, Velomancer liệu rằng có lên 3 sao được không? Thực ra ấy, chúng ta làm một cái đội hình cửa dưới đấy anh em ạ. Đấy, còn đối thủ là thực ra đối thủ vẫn gọi là hơi non so với trình độ của tôi. Đấy, tôi phải nói thật với anh em như thế. Bởi vì có một cái trận đấu như thế này rồi. Anh em nếu mà xem kênh tôi trước đây có một cái trận đấu như thế này rồi. Và tôi chơi cái bộ là cái bộ đối thủ đang cầm ấy. Và đối thủ là đang chơi cái bộ mà tôi đang cầm. Đấy. Và chơi như nào để ăn ấy. Thì cuối cái video clip này tôi sẽ để cái phần ở cuối video clip này nhá. Tôi sẽ để cái phần video cuối video ấy. Để cho anh em xem làm nào để ăn được cái bộ này. Thực ra rất là đơn giản anh em ạ. Khi mà đội hình của đối thủ nó đã như thế kia rồi ấy, thì cái việc chuyển bài để ăn tôi ấy, thực sự nó rất là dễ luôn. Đấy, nhưng mà tôi không tiết lộ đâu, tôi bắt anh em phải xem cái video clip khác. Để anh em xem thêm một cái video clip khác của tôi cơ, tôi câu view cơ. Chứ còn tôi không tiết lộ luôn ở video clip này đâu. Đấy, thế anh em nhá. Sẽ có một cái trận đấu mãn nhãn cực kỳ luôn. Tôi chơi Egosit và tôi ăn cái bộ 6 Glacier ở giai đoạn late game. Cực kỳ hay luôn. Rồi, thôi, ra cuối cùng này. Đối thủ sẽ không bao giờ bắt được con Medu của tôi. Nói cho nhanh. Đấy anh em thấy không, chuyển nhanh lắm. Nhưng mà bạn ơi, tôi chuyển rồi. Tôi chuyển một phát sang đây là bắt vào cái con ấy của tôi luôn. Thấy không, bắt vào cái con Scarlet Lancer. Đối thủ rất nhanh tay nhưng mà tôi cũng nhanh tay mà. Không bao giờ tôi bị bắt luôn. Đã nói rồi, một cái trận đấu đỉnh cao như này không bao giờ có thể bị swap đâu. Làm sao mà đối thủ lại có những cái suy nghĩ ngây thơ như thế nhở. Cứ cố để mà swap cái con Siren của tôi. Thật sự đây là một cái suy nghĩ rất là ngây thơ. Đừng có nói là về cái việc là swap. Thế nha anh em nha. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi chơi cái bộ mà đối thủ đang chơi ở trong cái game này. Đấy, và đối thủ thì chơi cái bộ mà tôi đang chơi. Chúng ta sẽ chiến thắng bằng cái cách nào đây? Mời anh em xem clip bên trái. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu mà tôi gặp toàn cao thủ top server và tôi đã giành chiến thắng nó như thế nào nha anh em nhá. Rất hay và hấp dẫn với 100% máu, gần 100% máu hết game khi mà chúng ta gặp top server. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!